Hai cho anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip về Ron Black của Logbook. Thì nội dung trong video này sẽ giúp anh em trả lời những câu hỏi. Về câu hỏi thứ nhất là nếu như em dư điểm, em có nên mua coin để Ron không? Tức là trả lời cho câu hỏi là coin có đáng để Ron không? Và thứ hai, Ron làm sao để cho nó ít tốn điểm nhất? Và câu trả lời thứ ba là nên mua cái gì và không nên mua cái gì nha anh em ha. Nội dung trong video này thì sẽ giúp anh em trả lời ba câu hỏi mà anh em hay thắc mắc nhất và cũng là ba câu hỏi thường gặp nhất. Nó giải quyết hết được mọi vấn đề của Logbook chỉ trong ba câu hỏi đó thôi à. Thì bây giờ đầu tiên là về câu trả lời là điểm. Như anh em ở đây sẽ thấy điểm như mình 40 31 thì cứ cho là nó đang tỷ lệ nó đang lệch ở đây là khoảng 10 khoảng khoảng là 10k điểm, là 10k điểm mà do mình điểm nha. Còn nếu như mà xét về điểm á, thì anh em cứ coi cái mốc này coi như là không lệch đi à, tức là đang 40 30 ha, không lệch ở trên dưới đây, không lệch đây, không lệch đây, không lệch ha. Thì ở đây nó sẽ khi mà anh em vào lớp bút thì nó sẽ có bốn loại điểm: điểm Lesser, điểm Greater, điểm này và điểm này. Thì trong bốn cái điểm này ha, thì điểm này gần như là nó quan trọng nhất, đó là cái cột mốc để định nghĩa là một lần farm lớp bút của anh em là đang đúng hay sai. Đúng hay sai ở đây á, là nó là bao gồm là cái chuyện là mình đi, nếu như mà anh em đi 40 lốc mà được 50k điểm thì nó là gần như là đúng rồi. Còn nếu như anh em đi 50 lốc mà 40k điểm thì cái đó là bị sai nha. Rồi nếu như mà sai thì anh em coi lại clip của mình. Thì khi anh em roll á, điểm hai thằng này nè, anh em roll làm sao cho điểm nó không lệch nhau quá nhiều, tức là lệch nhau cùng lắm 1k thôi là đúng. Còn nếu như mà lệch nhiều hơn 1k tức là anh em đã bị sai, đã bị anh hai này scam đồ. Về cái thằng điểm này á, anh em xài thoải mái, xài tẹt ga, xài sao mà hết cũng được nữa. Điểm này không quan trọng trong Logbook nha anh em. Tại vì nó không quan trọng là bởi vì nó dư và xài không có hết, là do anh 3G phân bố điểm cho nó không phù hợp. Thì bởi vì nó là thuộc dạng là gần như cao cấp à, thì cho nên là đồ phân phối bởi những cái thằng mà cao á, thì anh 3G thì anh lại sẽ giảm đi cái tần suất xuất hiện ngoài tầm, đâm ra là cái điểm này nó sẽ dư rất là nhiều. Anh em mua thoải mái không cần phân vân. Có những cái á, là mình phân vân ở hai điểm đầu 1, 2 này, nhưng mà ở điểm 3 mình mua thoải mái mình không phân vân. Rồi thì còn cái thằng bự nhất, nếu như anh em dưới 3k điểm thì mua tiết kiệm, còn anh em trên 3k điểm mua thoải mái. Giống như mình đây, như mình thì mua, tôi nói thiệt cái này mua không biết khi nào mới hết, mua chắc mình không, nói chung là không biết cách nào hết luôn á. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái câu trả lời tiếp theo là dư điểm mua coin Ron nó có xứng đáng không hay là mình bán coin. Thì có nhiều anh em không farm Logbook, farm execution ngoài map à, thì cho nên là nó sẽ bị dư điểm. Chẳng hạn như anh em farm coin, farm Logbook để bán đúng không, thì nó sẽ bị dư điểm. Thì cái câu hỏi ở đây là trong cái quá trình mình farm có coin thì coin đó mình nên bán hay là mình roll. Thì hôm nay mình sẽ trả lời giúp anh em cái câu hỏi đó là nên bán hay nên roll hả. Thì giá hiện tại của thằng coin này anh em có thể thấy ở đây là 29, thì cứ cho là khoảng là 220 mà chia cho 3 thì gần như 8.1, 8.2 gì đó. Thì thằng này bây giờ mình cứ lấy móc cho anh em là 8 trao một coin. Ok, vậy thì nếu như một coin mà chúng ta không roll được 8 trao thì tức là chúng ta lỗ. Còn nếu như mà chúng ta roll hơn 8 coin thì chúng ta lời. À, thì ok, bây giờ mình sẽ roll thử cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ, anh em sẽ phải theo nguyên tắc này.
Rồi, Ron làm sao mà một tên chúng ta đủ tiền để chúng ta trả cho tám coin? Chúng ta không quan tâm, không không cần theo như mình. Tại vì style của mình từ trước tới bây giờ á, là bán cái gì thì mua cái đó. Còn nếu như anh em mới chơi á, thì mình đâu có quá nhiều đồ để mình bán đâu. Thì cho nên là bán làm sao á, cái gì có lời thì mua. Nha, có lời thì mua. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ roll thử cho anh em. À, đây nè, chúng ta sẽ mua cái này. Mua cái này. Đúng không? Chúng ta sẽ không mua cái này nữa, bởi vì giá cuối mùa nó không có giá trị. Không mua cái này ha. Không mua cái này nha. 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 Thì bây giờ cái câu trả lời nó còn nằm ngay chỗ này. Thì thằng này là bây giờ nó là ba chao. Ba chao đối với 340 thì mình cảm thấy là trên lý thuyết thì nó hơi phí mày, hơi phí ha. Rồi, nói gì nữa giờ? Thua đó bạn, tôi nói bạn rồi, lần nào mà tôi làm ví dụ á, nó cũng phải cả nhái như vậy nè, chứ không phải là tôi nói xạo với bạn đâu. Thôi cho nên là cái này là coi như là mình không tính divide với bạn nha. Always Không tính divide. Thì bây giờ mình sẽ có một cái câu trả lời tiếp theo là Ron làm sao cho nó đúng, nó giảm ít điểm nhất. Thì bây giờ như bạn thấy ở đây là một nửa nha, tức là nửa cây này mình kéo gần một nửa thôi, rồi là mình mua. À, như vậy là nhanh nhất đó. Thì Always mấy a cái này pleasure. mình cũng không cần mua bạn, bởi vì giá của nó khá thấp, bán khá lâu. Chẳng hạn như thằng này 15 chao mà chúng ta 15 cục mà chúng ta phải mua mỗi tay. Always love Rồi. these exotic Nay coins. thì mình có thể chốt giá là 13. Ở đây nó bán mình nghĩ là không nên mua luôn. Chúng ta mua những cái thứ này nè, một nè. Seems reasonable. Hai nè. Ba là ba ba deck là Always a bây giờ pleasure. một deck là nó tương đương với 2.5. Ba deck thì anh em đã có trong tay mình là 7.5 cộng với 5, đây là chúng ta đã lời 12. Yes from me. 12 kiếm được 12 chao ha. 13 Seems chao. reasonable. Thì cái tên này anh em Not đã happy lời about 5 it. chao. Not grumpy À, at đã all. lời 5 chao. Về cái chuyện foil này á thì mình không thấy nó đáng giá lắm, bởi vì anh em biết sao không? Khi mà mình bán thì mình phải bán số lượng lớn. Ha. Mình bán số lượng lớn tức là có nghĩa là mình bán, nếu như mình bán cho TFT á thì mình bán chỉ được có 80% thôi. Nhưng mà số lượng nó phải lớn thật sự, còn số lượng mình ít á, bán không 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 xứng tầm. Còn nếu như anh em á có thời gian để bán thì mình nên mua, bởi vì mình có nói rồi. Khi mà đồ á nó nằm ở cái mục thứ ba này nè. Anh em mua anh em không cần suy nghĩ gì hết. Chắc chắn nữa là rồi fix. À, nó không ảnh hưởng tới hai thằng này, bởi vì hai thằng này mới là hai thằng quyết định được cái chuyện là anh em có roll tiếp được không. Bởi vì khi hết điểm rồi á thì sao mà roll sử dụng được thằng này. Cho nên thằng này cứ mua thoải mái, riêng thằng này nha. It'll Rồi, do, ain't a win, nếu but như anh it'll em có thích mua do. thì anh em mua, còn mình nghĩ là riêng cái thằng này thì anh em bỏ thì bỏ luôn. À, Got some more? rồi Thank you. rồi ta mua cái này. Như đây là anh em thấy là 7 là 15 Sure, là đã lời why rồi. not? Này là 1 đó là 16 Fair rồi. enough. Rồi 17 rồi. Okay. Rồi, thì nếu như mà anh em cái này nó có một phần là cái kiến thức mà do mình chơi hay, mình biết được đánh giá được cái giá trị của sản phẩm, thì thằng reception này anh em có thể mua và bán với giá 2 chao tùy anh em. Nếu như mà vẫn như câu hỏi nó là foil, thì nếu như anh em có số lượng nhiều thì nó mới dễ bán, còn anh em có một hai cái bán rất khó nha. Nhưng mà riêng cái này á, contract á không có quá nhiều trong cái black này đâu nha. Some more? Yeah. I'm in a haggling. Not happy about it, but not grumpy either. I'm in a Rồi, haggling mood. như anh em hồi nãy mình thấy mình kéo không, kéo về nữa. Lần 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 đầu tiên nó không chấp nhận giá đó, nó bắt mình trả giá là tính một lần nha. Anh em sẽ kéo về đây Let's haggle a bit hai lần more. nha. Anh em kéo về đây Always a là pleasure. nó đồng ý rồi, thì mình thực hiện trả giá min nha. Min là thấp nhất,
trong vòng 3 lần. Lần đầu tiên là kéo nửa cây, một lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ bốn là mình phải mua không kéo nữa nha. Không kéo nữa, kéo nữa là sẽ bị, nó sẽ bỏ cái món đó luôn, trừ khi mình muốn bỏ, mình không muốn ron nó thì mình bỏ. Còn nguyên tắc thì anh em chỉ có cố gắng là 3 lần thôi ha. Không không có kéo min lần thứ bốn. Lần thứ bốn sẽ có tỷ lệ miss, tỷ lệ nó hủy item luôn. Thì anh em chỉ cố trong vòng 3 lần thôi. Và nếu như trong 3 lần đầu anh em kéo về min mà anh em bị mất, tức là mình đang offering mà bị mất á, thì tức là anh em mua được. Trong 3 lần đầu anh em không có tỷ lệ bị miss. Tức là nếu như mà lần đầu tiên mình kéo về giữa mà mình mua được, là mà cái bảng hiện lên bị mất á, thì tức là mình đã mua được. Và lần thứ hai mình kéo về min mà mình cái bảng nó bị mất, tức là mình mua được. Và lần thứ ba mà kéo về min mà nó bị mất á, thì tức là mình mua được nha. Nhưng mà lần thứ bốn có thể là anh em sẽ bị mất luôn cái item đó nha. Thì khi mình trả giá như vậy á, nó sẽ giảm cho mình tối thiểu đi cái Try lượng again, điểm. friend. Một nè, ở đây anh em nhìn mình chưa có nha. Một nha, là Fair ha, enough. hai nè, thì một một lần, hai lần, ba lần anh em chắc chắn sẽ có sản phẩm đó nếu như mà cái bảng đó nó mất nha. Always a pleasure. Rồi cái này thì với mình là ở đây anh em sạch giá, anh em thấy 6 chao và nó là cái thằng cái kiếm này, cho nên là mình không phân vân để mình mua That's a nha anh yes em, from mình không me. phân vân để mình mua. Rồi ok, Shiny coins, aren't they? chào. Sure, why not? Pleasure doing Rồi business vẫn with là her. cái câu trả lời nhỏ ở đây, nếu như anh em mua hai thằng này anh em được 2 chao, tùy nếu như anh em bán nó thì anh em nên mua, bởi vì ở mỗi cái thời điểm nhất định đó, cái item nó sẽ dễ bán hoặc khó bán. Bởi vì khi ở thời điểm này mùa này chúng ta có farm essence, cho nên với việc anh em cầm trong người 2 essence 3 essence cũng chả giúp cho anh em farm được, chả bán được nha. Coi như là cái kèo này coi như là tới đây là xong rồi, chúng ta sẽ không 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 run tiếp nữa. Love Rồi qua these đây exotic coins. này, roll xuống 200 mấy You're thôi pushing a bit far. You đó. caught me Khi on mà a good mất như vậy day. thì có nghĩa là chúng ta mua được đó. Not happy about it. Not grumpy. Pleasure doing business with you. I'll take it. Always love these exotic Rồi anh coins. em Seems cứ mua reasonable. hết những gì Not yet. mà Seems reasonable. có thể. Rồi nó cũng có kèo hơn kèo thấp anh em, nhưng mà về cơ bản như cái này anh em thấy không, 1.700 điểm. Khi mà anh em mua cái con này á là anh em bị lỗ điểm, tại vì cục này á, giá của nó đang khoảng mười mấy chao à, nhưng mà điểm của nó xài gần tới 1k7 ha. Xài cái này, mua cái này là bị lỗ nha, cho nên là những thằng này né rồi mua bình thường. Pleasure doing business with you. I'll take it. Always a pleasure. Rồi Got some more? đó, như này ví dụ như tên này là Seems reasonable. 15 chao nè, Not happy không, about it, but not 17 chao nè, grumpy either. I'll take it. 18 chao nè, That's a yes from me. 19 chao nè, Fine. 19 chao, cho này 5 đi, 24 chao It's worth far đó. more than that. For all you've done for us, I'll give you. Got some more? Yeah. Ngồi đằng này thì 2 nè, For all you've done for 3 nè. us, I'll give. Always a Rồi pleasure. tên này coi như là mình có 3 chao thôi. Always love these exotic Này thì coins. không có giá trị mà, mình Seems cứ mua reasonable. thôi, không phải tên nào nó cũng 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 Not happy about cũng it. kiểu như là Pleasure doing lời, business with you. kiểu như là nó có tên nó hơi bị lỗ Always love chút xíu these và có exotic tên lời coins. kinh khủng xíu. Như tên này thì It'll không có gì để do, mua hết ain't bạn, a đồ nó win, khá là but it'll sida. do. Rồi nè, bạn thấy không, 1.700 đúng không, skip nha. Khi mấy bạn Okay. mua I'm in a thì nó sẽ haggling. bị cái tình Always a trạng pleasure. là lỗ điểm Try again, nha. friend. Pleasure doing Rồi business with you. I'll take it. Sure, why not? Always love these exotic coins. này, Seems reasonable. thì nói chung là nhiều Always a khi pleasure. bạn lỗ một tên đó thôi, nhưng mà khi Let's mà qua haggle a những cái bit. tên sau Seems á, reasonable. nó cho bạn rất là Seems nhiều, reasonable. là rất là nhiều, That's a không yes phải from tên nào cũng me. lỗ. Nói chung mà so với cái Pleasure tên doing lỗ mà tên business lời á, some thì cái more. tên lỗ bạn chỉ được Yeah. một chút xíu thôi. Như thằng này mình sẽ phải mua nha, Oh, really? That's a bởi yes vì from như me. thằng này bạn thấy giá ở đây là khoảng 28 30,
Thì cái tên này nó được khoảng 30 chao à. Thì một tên này nó cứu gần 4 tên khác. Thì cho nên là nó lỗ thì nó cũng 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 khó đó các bạn. Rồi, hôm nay 15 chao nha các bạn. Này là ngon nhất trong đống đống scarab dạng thấp rồi. Rồi, đây là lần thứ 4 mua ha. Không trả giá nữa. Mấy bạn trả giá, mấy bạn vẫn có cơ hội đó. Nhưng mà ngày hôm đó nó kêu là nếu nó vui thì nó cho bạn trả giá thêm. Còn nếu như mà nó không vui thì bạn mất item hơi phí nha. Rồi. Rồi. It'll do, ain't a win. Seems reasonable. Little bit on the low side, isn't it? Not happy about. Thì mấy cái hàng lớn thì cho nên chúng ta mới cần phải kéo dữ vậy thôi. Chứ còn hàng nhỏ thì nó cũng không tốn tiền lắm, cho nên là mình cũng không cần phải chi ly lắm mấy bạn. Little bit on the low side, sure, why not? Shiny coins, aren't they? Always a pleasure. Đầu mùa thì mấy cái này cực kỳ có giá mấy bạn. Nhưng mà nó nằm ở cái vị trí mà nếu như mà cuối mùa đó. Ở đây chúng ta có 52, tức là 0.5. 0.5 thì thằng này nếu như mà tính giá ra thì khoảng được 7 các bạn. Trả giá thấp hơn 200 thì mua. Rồi ok. Nếu như mà nó hơn thì không mua. Nha. Rồi. Seems reasonable. Always love these exotic coins. Okay. No. Not quite what I'm looking. Seems reasonable. Cái này á, như bạn thấy á, ở điểm chúng ta đang bị lệch một chút xíu về cái thằng như cái thằng này cũng hai trao đó, mình có nói rồi đó. Thằng này thì mua không suy nghĩ. Thì mình có nói với các bạn rồi đó. Nó cái này nó bị lệch, sở dĩ nó bị lệch như vậy á là bởi vì cái thằng này nó xuất hiện nhiều hơn, cái thằng điểm này nó xuất hiện nhiều hơn, và cái thằng kia mình mua ít hơn, cho nên là ít, không phải là ít điểm hơn mà ít xuất hiện hơn. Thì cái này là hoàn toàn là lệch do random nhé bạn, chứ không phải là nó lệch do vì mình không chết giá, hay là nó lệch thì mình không có hiểu cái về cái bản chất trả giá của game này. À, không phải nha, cái này là nó lệch do là cái tỷ lệ xuất hiện của cái điểm đầu nó nhiều hơn điểm thứ hai. Đó. Nó sẽ được cân bằng theo thời gian này. Tức là có một vài thời điểm nào đó như thằng này nè các bạn thấy không? Không hề có điểm, không hề có xài điểm này thì từ từ nó sẽ được cân bằng theo thời gian. Nếu như mấy bạn làm đúng nguyên tắc thì nó sẽ được cân bằng theo thời gian. À, còn nếu như bạn làm sai á thì cái điểm nó sẽ mất đi càng ngày càng chậm chậm hơn. À, cái này ở đây các bạn thấy cái dòng thứ hai không, nó có cái hay target á là Rylex, thì cái này mấy bạn có thể bán với giá là 4 chao hiện tại. À, cái tab Rylex này là dịch cho tiếng Việt là vô giá đó các bạn. Thì nên nó là một cái farm house để bán coin. Thì cái vụ này mình sẽ nói bạn vào video tiếp theo nha. Shiny coins, rồi. Aren't they? Pleasure doing business with you. Mình xác định giá coin trên nhiều tên, nhưng mà không có nghĩa là mình phải mua tất cả mọi thứ. Mình chỉ mua những thứ mà nó đang thịnh hành, dễ bán nhất anh em. Chứ cái thời gian mà anh em ngồi bán là hết thời gian nguyên một ngày nha. Rồi như thằng này là mua nè, 5 chao nè. Thằng này là mua nè anh em, 10 chao cục, hai cục này là anh em 20 chao. Cho nên nó voice cũng có cục mình mua và cái cục mình không mua. Chứ không phải cứ voice là mình không mua ha. Mình sẽ chết giá, tại vì nó riêng cục voice này nó chỉ có 3 cục trong này là có giá thôi. Rồi. Ở ngoài thì nhiều hơn, nhưng mà tức là chung quy trong cái lớp bút này nè thì nó chỉ có ba cái foil là có giá thôi. Rồi.
Bạn thấy càng Ron về sau đồ của bạn càng ngon không? Lúc đầu đồ nó hơi suy đao một chút xíu. Bởi vì nó chung là nó cũng random đó bạn, mình cũng không có biết được, nhưng mà nó cũng hên ở một cái chỗ đó, là khi mà nó random như vậy á thì mấy bạn sẽ thấy được là khi mà mấy bạn xui thì sẽ như thế nào và khi mấy bạn hên sẽ là như thế nào. Bạn điểm từ từ nó sẽ tự cân bằng nếu như bạn không làm gì sai. À, bạn không mua đồ nó sai thì điểm nó sẽ tự động từ từ nó cân bằng lại. Còn nếu như mấy bạn làm sai thì điểm nó càng ngày càng trầm trọng. Hồi nãy trong hai cái ví dụ là cục S điểm của nó là 1750, nếu như mình mua hai cục S đó là mình đã mất gần 3.000 điểm. Thì bạn thấy nếu như 3.000 điểm vô này là nó lệch kinh khủng như này các bạn ha. Rồi thì nội dung trong video này mình run để mình giới thiệu với mấy bạn, cho nên là tốc độ nó có chậm hay không phù hợp gì với mấy bạn thì mấy bạn mong mấy bạn bỏ qua, tại vì nội dung mình chỉ muốn là giải quyết những cái câu hỏi mà mấy bạn thắc mắc từ trước tới nay nha. Cục này thì cục bất cứ cái nào anh em không xác định được giá, anh em nghi ngờ, anh em nên kết giá. Rồi lần thứ ba. Như anh em thấy đó, thì cái việc mà mua coi có đáng không? Này mình nghĩ là anh em tự có câu trả lời rồi ha. Với bản thân mình á, là không những là lời mà còn lời nhiều nữa. Cho nên là cái việc mà bán coi á, nó không có không phải là cách tốt nhất để tạo ra profit. Bởi vì cái giá trị của coi á, nó được profit nhất khi nó được sử dụng. Nếu như mà không profit á, thì bạn bán coi đâu ai mua, đúng không? Có người mua coi của bạn thì tức là người đó đã cướp đi cái phần profit đáng lẽ là bạn đang vốn có. It'll do, ain't a win, but it'll do. Not quite what I'm looking. Này điểm nó nhiều nè, roll cho nó sát chứ. For all you've done for us, I'll give you this one. Got some more? Yeah. Pleasure doing business with you. Seems reasonable. Điểm nó sẽ tự động nó cân bằng các bạn. Hồi nãy nó lệch hơn 1k. Hồi nãy bạn thấy nó lệch khoảng trăm k tư k năm đúng không? Thì bây giờ nó bắt đầu nó giảm xuống còn tỷ lệ là 1k, thì bạn roll thêm thời gian thì nó sẽ không còn lệch nữa. Như foil này là có giá nha các bạn, thì đây nó là khoảng 200 mấy 300 đó. Thì hai cục foil này nó còn một cục nữa bạn, thì trong đây nó chỉ có ba cục có giá thôi. Rồi. Mua bạn coi này là hiện tại là nó đang khoảng là 5k điểm tương đương với khoảng là gần 10 trao nha. Đó bạn thấy một tin ron không? Một tin ron trung bình một stack là khoảng 4k điểm nha. Rồi 4k điểm thì 40 coi thì nó trung bình mấy bạn ron sẽ là 10k điểm cho 100 coi, có thể hơn nhưng mà tối thiểu là như vậy. Ở này thì có gì mua không? Không có gì để mua. À có này bạn. Có này bạn hòa vốn rồi. Rồi, lời nè. Seems reasonable. Always a pleasure. Let's haggle a bit. Sure, why not? Rồi. Shiny coins, aren't they? That's a yes from me. Mình vẫn theo nguyên tắc là mình mua những cái gì mà thị trường nó đang cần các bạn. Bởi vì khi mà bạn mua cục Âu này nè, nếu như bạn muốn bán được á, thì bạn phải, nếu như muốn bán nhanh thì bạn cứ nhảy lên trên đầu này 1/26 là nhanh nhất. Bán á, lúc nào cũng tấp, lúc nào bạn bán cũng nhanh hết, bất cứ là món nào. Rồi mua nè. Chứ không riêng món nào đâu. Thị trường nó cần tất cả mọi thứ các bạn. Miễn sao bạn cứ bán giá tốt nhất.
là trên thị trường lúc nào cũng sẽ có bất cứ người nào người ta mua đó các bạn. Tại vì nó mua nhiều khi nó mua gì không phải nó xài, nó mua gì nó flip cái cục này á các bạn, mình không không nên quan tâm cho nó nha, không nên quan tâm cho nó, bởi vì nó là những một trong những cái cục mà scam chúa nhất của của cái BOE này luôn, của lắp bút luôn, bởi vì giá trị của nó thấp nhưng mà cái tỷ lệ nó drop, bạn biết không, cái tỷ lệ cục anu này nó drop rất thấp, chỉ có những người farm 2 bin g, farm 2 bin g thì nó mới rất nhiều, còn nếu như mà rất ngẫu nhiên nó rất là thấp thì tức là cái tỷ lệ mà drop của nó khá cao nha các bạn. Nếu như mà nói cho ngay ra cục này nó drop, nó tỷ lệ drop nó còn ít hơn là mấy bạn drop DeFi hay S nữa, cho nên là điểm của nó rất là cao, nó bị over điểm luôn á, nhưng mà giá trị của nó lại rất là thấp. Đó, cho nên là né cục đó ra nha, né cục đó ra. Đấy, cục đó là chạy luôn, chạy xa 10 mét. Nha. Để cái đó là mình nói để cho phòng hờ thôi, còn nếu như mấy bạn biết được cái nó nằm ở cái khoảng nào nên mua và khoảng nào không nên mua, chẳng hạn như là nếu như mà nó nằm ở cái khoảng, nó nằm ở cái khoảng này nè, mình sẽ mua, mình không suy nghĩ, bởi vì cái khoản đó là cái khoản điểm mà mình bị dư các bạn, không dư không xài thì nó cũng bỏ rồi, bỏ chứ các bạn. Tại vì khi các bạn đi lại 40 lóc thì các bạn chỉ còn fill 10k đó bạn, full rồi đúng không, thì tức là 10k sau đó full không nhận được, thì có nghĩa là bạn bỏ, thì thay vì cái số đó bạn bỏ thì bạn có thể lựa chọn một cái hướng là mình mua, cứ dính tới nó là mình mua, mình không có quan tâm con mẹ gì hết, cứ coi như là lời đi đó, cứ coi như là lời, mình không quan tâm gì hết, không còn quan tâm nó là cái gì hết, cứ thế mà mua thôi. Nhưng mà nó sẽ quay lại câu hỏi ở đây là liệu mua rồi có bán không, hay mua rồi để đó, mua rồi để đó thì mua làm gì, tốn công ron, tốn mắt thời gian nhìn đó, cho nên là nó lại quay lại cái câu hỏi đó. Nếu như mấy bạn bán á, thì mình sẽ ủng hộ mấy bạn mua. Còn nếu như bạn không bán á, thì mình nghĩ là không nên mua, bởi vì mỗi tay cục này cũng không nên mua với bạn. Cục này chỉ nên mua đầu mùa thôi, ngày 1 thôi nha. Rồi. Thì như anh em thấy điểm nó cũng đang, anh em thấy nó lệch nha, 1k là đúng 1k nãy giờ không? Không bị lệch nha. Thì tỷ lệ xuất hiện của hai cái điểm này nó đang là cân bằng điểm xuất hiện đó nha. Thì mình nói rồi, anh em cố lệch nhau trong dòng cao lắm là maximum là 2k, còn mà hơn 2k đó là mình phải coi lại mình đã bị hình như là mình đã bị anh này scam nha mọi người. Scam nó nằm ở rất nhiều thứ, chẳng hạn như là map Quero nè, map của con đệ Sirius nè, rồi bị stack deck nè, rồi bị currency nè, rất nhiều thứ để mà nó scam mình. Rồi này không có gì hết. Rồi net. Cái này nếu như bạn muốn mua thì bạn cũng phải tính trước là mua bán có lời không, nhưng mà trong đây nó khoảng là nó có ghi là đúng quan tâm này bạn, cái đó ảo bạn. Cái này cũng ảo luôn. Thì cái này nếu như mà mấy bạn muốn mua thì bạn phải chết giá cái này. Nè. Các bạn sẽ phải chết giá cái này. 1/27 thì bạn chia ra. Bạn chia ra cho 10. À bạn chia ra lấy 1 divide bạn chia 27 rồi bạn tính ra cái này 100 cái này mới được một cái này. Thì coi như là mình có lợi, không có lợi thì mình sẽ mua ha. Mình cái đoạn này mình sẽ khựng lại, bởi vì cái giá trị á, giá trị của mỗi sản phẩm á, đối với mỗi người nó không giống nhau các bạn. Có thể là mấy bạn thấy cái đó là có giá trị, nhưng mà mình không thấy có giá trị. À, cái này là tùy người, cho nên là mình đang không áp đặt mấy bạn là cái đó có giá trị hoặc không giá trị. Mình chỉ đang cố phân tích cho mấy bạn thấy được là tại sao mình mua cái đó và tại sao mình không mua cái đó, để mấy bạn có lựa chọn, mấy bạn có phân tích riêng của mình để chọn đúng cái giá trị của nó, để mấy bạn không bị lỗ. À, và còn phần cái này á, nếu như mấy bạn mua thì nó sẽ nằm ở cái khía cạnh là nếu như mà đồ thường trung bình nó chỉ 4 cao thôi, mình cứ roll min luôn.
Được thì được, không được thì thôi. Thì với mình á, thì mình sẽ mang cái đống này về, mình convert sang một cái dạng scale-up khác. Rồi mà cái đó nếu như bạn có không, nó nói chung là nó nằm ở ngoài cái khía cạnh của logbook, cho nên là mình sẽ không có đề cập tới nó, bởi vì nó là khía cạnh bên ngoài logbook nha bạn. Rồi. Rồi, cái này á, mấy cái cục cluster game này bạn nên lên BOE Ninja để bạn chép những cái cục nào mà nó có giá trị để lần sau mình nhớ để mình mua. Bởi vì cái cục này giá trị nó là theo mùa chứ không phải là theo thời điểm. Chứ không phải là lúc nào nó cũng ngon và lúc nào nó cũng tệ. Vậy nha. Nó không phải lúc nào nó cũng tốt mà không phải lúc nào nó cũng xấu, cho nên bạn phải chết. Thì nếu như video này nó được làm một phiên bản 3.21, thì nếu như có một ngày nào đó bất ngờ với bạn coi là phiên bản này ở phiên bản 3.22, 3.23 và 3.24, thì mấy bạn nên chết giá lại mọi thứ ha. Bởi vì mình không xua là mọi thứ nó sẽ tốt theo thời gian. Cái mình cố gắng ở đây là đưa cho mấy bạn cái góc nhìn của mình. Thì thằng này là 4 trang bởi vì... À không, thằng này mình không mua bạn. Trừ khi nó là Rolex thì mình mua thôi. Rồi, thằng này vẫn câu hỏi nhỏ 4 trang. Lùm, thằng này các bạn ghét giá. Nó là khoảng 2 chấm mấy. Lùm, nhưng mà lùm giá thấp đó bạn, lùm giá cao lỗ. Mình run min. Được thì chơi, không được thì thôi. Rồi, nó hủy rồi. Thank you. Shiny coins, aren't they? I'll take it. Not happy about it, but not grumpy either. Rồi. Got some more? Thằng này nên mua các bạn. 9 nhân 5 là 45. I'll take it. Always a pleasure. I'm not yet. Always a pleasure. Rồi. Như tên đó bạn lời lời bốn mấy năm chục cao. Ờ. Mua lộn rồi. Fair enough. Shiny coins, aren't they? Rồi, lụm. Fair enough. Coi bây giờ có giá nha bạn. Why not? Lụm. Pleasure doing business with you. Lụm. Not happy about it, but not grumpy either. Lụm. Nếu như bạn lệch, mấy bạn lệch ở cái điểm này á, lệch ở cái điểm này nè, nha, là một tín hiệu tốt. Bởi vì bạn biết như sao không? Bởi vì nó như thế này nè, điểm á, nó luôn nhiều hơn thằng này, tức là thằng này 50k thì thằng này 40k. Đó, mấy bạn có thể roll khi thằng này bắt đầu full để mình tận dụng được full điểm của nó, chứ mình không cần đợi 50. Thằng này nó lệch thì là bạn đúng. Còn thằng này mà lệch là bạn sai. À, cái thằng này lệch là ok. Thoải mái, không sao cả. Mấy bạn đang làm đúng nha. Còn thằng dưới này mà lệch là bạn đang có vấn đề. Rồi, còn thằng trên mà nó lệch thì bạn thoải mái. Không sao cả. Thằng trên điểm rất là nhiều. Bởi vì để tận dụng đúng thì mấy bạn cứ khi nào bạn full điểm thằng này là bạn đi roll. Nó mua nè, mua nè, mua nè. Cái này bạn nên mua nè, vẫn là phải chết giá nha, sao cho nó hợp lý nha. Thằng này mười mấy cao, ron đó. Rồi ron vô. Not happy about it, but not grumpy. Not quite what I'm looking for. Yes, rồi vẫn là câu hỏi nhỏ, sao bao tháng chi lương? Rồi, ok. Cái này điểm nhiều thì bạn nên ron, còn điểm bạn ít thì không nên ron. Điều nãy, hồi nãy là nó bạn thấy 48k thì nãy giờ mới xài mới có 2k, xài muốn tè mồm ra. Nhưng mà nếu như bạn có đủ 3k điểm á, thì hồi nãy giờ bạn có thể là nếu như bạn gặp 5 device như mình lúc đầu, nó có thể là bạn sẽ bị không đủ điểm nha. Ngon nè, 20 cao nè. Always a pleasure. I'll take it.
shiny coins, aren't they? Always a pleasure. Fair enough. Pleasure doing business with you. Always a pleasure. Sure, why not? Nó bạn thấy nó đang lệch nhau cũng tương đối đó, nhưng mà thằng này nó nhỏ hơn á thì là bạn đúng, nhưng mà thằng này nó nhỏ hơn á là bạn sai nha. Always rồi. Fine. Seems reasonable. Oh, really? That's a yes from me. It's worth far more than that. Suppose I'm feeling generous. Sure, why not? Got some more? Yeah. Always a pleasure. Shiny coins, aren't they? Pleasure doing business with you. Not quite what I'm looking, okay? Pleasure doing business, shiny coins. Rồi, cái này 4 cao mà. Nói chung là điểm này thì sure, thoải mái. Mua. Mua. Always a pleasure. Mua. Okay. Mua. Not happy. Mua. Shiny coins, aren't they? Okay. Mua. Oh, sure. Why not? Mua. That's barely a yes from me. Thì nó lệch nhau đang có 1k nữa bạn. Nãy bạn thấy không? Đang lệch nhau có 1k. Nói chung là tới cân bằng nè. Nếu như bạn không làm gì sai thì mọi chuyện nó sẽ tự động cân bằng. Cái này bạn mua giá cũng được, mình thấy 30 trao là ngon đó. Nhưng mà cái điểm này nếu khi bạn thực sự dư nha các bạn, bởi vì cũng số điểm này nè, bạn có thể mua được một cục device, nhưng mà cũng số điểm này bạn chỉ có 30 trao thôi, cho nên bạn cần cân nhắc nha. Điểm nếu như mà điểm mình đang có dư nhiều á thì mình mua. Còn điểm mà mình đang sát với cái tiệm cận mà 1000 á thì nên hạn chế mua nha. Thì cái đó là mấy cái tên đầu thôi. Ví dụ như lần đầu bạn hạn chế mua thì bạn dư được 1k điểm đúng không? Thì những cái tên sau bạn sẽ cộng lên 4k, rồi dần dần nó sẽ 5k. Thì tới đây là khoảng 41k. À quên, tới đây là khoảng 80 coin. 82 coin thì mình có nói rồi với bạn rồi đó. Thì khoảng cứ 4k điểm á, thì chúng ta sẽ rơi vô độ là 40 coin. À, thì là 10k điểm thì có nghĩa là đồng nghĩa với chúng ta mất khoảng 100 coin. Rồi. Thì video này nó sẽ giúp các bạn trả lời 3 câu hỏi. À, thì mình sẽ tổng hợp lại là coi có đáng giá không để roll không, thì mình trả lời là có, và có rất nhiều. Nếu như mấy bạn có điểm mà mấy bạn vẫn bán coi á thì đồng nghĩa với cái chuyện là bạn đang dâng hiến cái profit của bạn cho người khác ha. Và câu hỏi tiếp theo á là roll như thế nào để cho lời điểm, thì mấy bạn có thể quay lại video để mấy bạn coi roll như thế nào là lời điểm, và điểm hụt thế nào là đúng, và điểm hụt thế nào là sai. Còn về cái phần là điểm bao nhiêu điểm xài bao nhiêu coin thì mình cũng đã có đề cập rồi, là 100 coin cho 10k điểm, và có thể là hơn một chút xíu, có thể là khoảng 105 hoặc 110 tùy đợt. Nhưng mà đợt này mấy bạn thấy mình roll 2 stack thì mất khoảng 82 coin. Rồi. Ok. Bye bạn, hẹn mấy bạn vào video tiếp theo và nói về farm marker, coin marker. À thì nội dung video này nếu bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ. Và video này được làm trong phiên bản 3.21. Nếu như bạn nào mà coi video này ở tương lai 3.22, 3.23, 3.24 và kể cả 3. bao nhiêu đó thì mấy bạn nên check lại giá từng món, chẳng hạn như là cluster game, scarab, contract, voice nha. Ok, bye bạn, hẹn bạn gặp video tiếp theo.